Thiệt không? Thề đi. Thề giơ tay cao lên. Còn ngoại cũng thề luôn hả? Coi ông ngoại nhớ con dữ vậy ngoại. Dạ. Rất là vui và rất là hạnh phúc Lâm Chánh Khang được đứng trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Vâng ạ, Lâm Chánh Khang là đứa con miền Tây, cũng là đứa con được sinh ra lớn lên tại Cần Thơ này. Cần Thơ là quê hương của Lâm Chánh Khang, xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Mỗi lần mà về quê cha đất mẹ mà hát á, thực sự cái cảm xúc nó rất là dâng trào luôn á. Rất là mong đợi cái giây phút được bước lên sân khấu để gặp những đồng hương của mình. Thật sự Lâm Chánh Khang đã xa Cần Thơ khoảng chừng 20 mấy 30 năm rồi. Nhưng mà lên tới Sài Gòn đó thì lúc nào Khang cũng muốn nói chuyện bằng cái giọng miền Tây của mình hết trơn á. Và bạn của Lâm Chánh Khang, mấy nghệ sĩ khác cũng nói nữa: ủa sao mày lên đây gần 20 mấy năm rồi sao mày còn nói chuyện mà cái giọng miền Tây dữ vậy? Dạ, tại vì miền Tây là nơi em sinh ra và lớn lên, và cái giọng con người miền Tây chúng ta thật là thật thà, chất phác. Đúng không ạ? Miền Tây, mãi đánh! I love you! Và vừa rồi thì Lâm Chánh Khang vừa kỷ niệm 18 năm ca hát của Lâm Chánh Khang. Và hôm nay đứng trước quê hương của chúng ta, cho phép Lâm Chánh Khang xin nói một lời nha. Nói một lời thôi. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến và nuôi dưỡng Lâm Chánh Khang suốt 18 năm qua. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Dạ. Và Lâm Chánh Khang rất là may mắn khi mà được cả ba thế hệ yêu mến luôn. Thế hệ thứ nhất á, là những cô chú lớn tuổi nè, yêu mến Lâm Chánh Khang qua nhân vật Út Khờ nè, những bài hát giống như là Đổi Lòng Của Con, Mẹ Ơi Con Nhớ Nhà, Mẹ Ơi Con Đã Già. Thế hệ thứ hai là những bạn trung niên nè, yêu mến Lâm Chánh Khang qua ca khúc giống như là Một Lần Mất Niềm Tin, Vạn Lần Bất Cần nè, Ở Phương Đó Hãy Tha Thứ Cho Anh nè. Còn thế hệ thứ ba là một thế hệ mà Lâm Chánh Khang rất là trân trọng, rất là trân quý và rất là yêu thương, đó là thế hệ từ 2-3 tuổi lại đang bú. Thế hệ đó dữ dằn lắm. Dạ. Dạ. Cứ mỗi lần mà Lâm Chánh Khang mà lên chơi sân khấu hát á, các bạn biết không, các bạn phải đừng có nhiều bạn về trách Lâm Chánh Khang là tại sao mà hát xong rồi cái ông bỏ chạy quá trời luôn. Đúng vì các bạn thật sự rất là muốn ở lại để chụp từng tấm hình với lại khán giả yêu thương yêu quý. Nhưng mà chụp với các bạn rồi á, mấy anh vệ sĩ đây rất là cực luôn, phải giữ an ninh cho Lâm Chánh Khang. Lỡ mà Lâm Chánh Khang có bất cứ chuyện gì xảy ra thì các anh chịu trách nhiệm rất là lớn. Cho nên thường á thì Lâm Chánh Khang hay bị hiểu lầm tại sao hát xong á là khán giả ồ, thay là bắt là Lâm Chánh Khang giọt ra ngoài xe nhanh liền, là tại vì Lâm Chánh Khang ngày xưa cũng hay là thật sự là trước khi làm ca sĩ thì Lâm Chánh Khang cũng làm rất là nhiều nghề, bảo kê bảo vệ rồi đi bưng bê làng nướng, cái gì Lâm Chánh Khang cũng làm hết. Cho nên hiểu từng nỗi khổ của những anh em, cho nên mong các anh chị các bạn bỏ qua cho Lâm Chánh Khang nha.